Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ bảy cuối tuần, Nguyên Audio rất vinh dự được chào đón một cặp loa Kenwood của hãng Kenwood đến từ đất nước Nhật Bản, cặp loa khủng long mà trong thời gian vừa qua có quá nhiều anh em gọi điện đặt hàng cho Nguyên Audio mà không có hàng về. Thưa quý vị, đó là đôi loa khủng Kenwood LSP9300. Thưa quý vị, dòng loa này thì quá khủng của hãng Kenwood rồi, nó rất là hiếm về thị trường Việt Nam chúng ta, nên là anh em nào mà đã chơi những đôi loa này thì chắc là không bao giờ muốn bán nó ra nữa. Với một cấu hình cực khủng thưa quý vị. Và những anh em nào đã đặt hàng của Nguyên Audio thì xin vui lòng liên hệ để nhận hàng theo số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc thưa quý vị. Một cặp loa cực hiếm về thị trường Việt Nam chúng ta, Kenwood LSP9300. Đôi loa này thì nó rất là cao to, chiều cao của nó lên tới 1m20 thưa quý vị, 1m20, và nó có công suất rất là lớn, công suất 500W trên 1 thân thùng. Nguyên Audio xin giới thiệu sơ qua về đôi loa này thưa quý vị. Đôi loa này sở hữu 5 đường tiếng trên 1 thân thùng thưa quý vị, 5 đường tiếng trên 1 thân thùng. Sở hữu 7 chiếc loa trên 1 thân thùng. Nó sở hữu một loa bát lớn, một loa bát điện lớn 40 cm, màng giấy, gân vải tẩm dầu quý vị nhé. Với gân này thì quý vị sở hữu 3, 4, 50 năm không bao giờ phải thay đến gân của nó, bởi vì gân của nó rất là bền, rất là dai và mềm mại. Và nó sử dụng một loa trung trầm thưa quý vị, một loa trung cao. Bát bên dưới là giải bát trầm trầm thấp, còn bát bên trên là giải bát âm trầm cao. Âm trầm cao này thì nó có cả tiếng trung và tiếng bát. Và nó sử dụng một loa trung, trung giấy. Trung của nó là trung 14 cm thưa quý vị. Và nó sở hữu 3 loa chép giấy, 3 chiếc loa chép giấy và 1 chiếc loa siêu chép. Tất cả các viền loa, hay là người ta còn gọi là gông loa bát, loa trung, loa chép, thì được phủ một lớp màu vàng gold thưa quý vị, một lớp màu vàng gold rất là sang trọng. Và bên dưới của nó thì có một lỗ thông hơi nằm ngang rất là lớn, nằm ở bên dưới đấy ạ. Nhìn rất là sang trọng, nhìn nó tôn cái vẻ đẹp của đôi loa này lên. Cái lỗ thông hơi này thì nhìn tựa rất là giống mới chiếc loa chép kèn thưa quý vị. Và đây là tem của đôi loa Kenwood LSP9300, trở kháng 8 ohm, công suất 500W trên 1 thân thùng. Và đôi loa này thì về tại cửa hàng Nguyên Audio trong tình trạng đẹp xuất sắc thưa quý vị nhé. Đẹp như mới. Tất cả các góc cạnh của đôi loa này thì chưa bị xước sẹo một chút nào. Ê căng đầy đủ. Phải nói là một đôi loa quá là đẹp luôn. Quá là đẹp và hoàn hảo. Nguyên Audio thị xã Phú Thọ bao zin cho quý vị và các bạn. Nguyên bản, zin nguyên bản 100%. Gân zin, tất cả mọi thứ đều zin nguyên bản thưa quý vị. Và đôi loa này thì Nguyên Audio thị xã Phú Thọ vẫn bán bằng những đôi loa trước trên 20 triệu thưa quý vị. Trên 20 triệu một đôi loa Kenwood LSP9300. Đẹp xuất sắc, zin nguyên bản. Và nó rất dễ ghép âm ly. Quý vị có thể chơi được 2 trong 1, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình nhà chúng ta thì rất hay. Cái đôi loa này thì chất âm của nó thì quý vị khỏi phải nghĩ rồi. Tiếng bass của nó thì đánh thì chắc chắn là khó có dòng loa nào mà bass đánh được bằng đôi này. Uy lực và mạnh mẽ. Trung chép rất là sáng và chi tiết, đặc biệt là giải trung giải chép rất là hay, rất là sáng và chi tiết, bass thì sâu mềm. Với dòng loa này thì quý vị hát karaoke gia đình nhà chúng ta rất là hay, sử dụng 2 trong 1. Quý vị có thể ghép vào những dòng, những chiếc âm ly như là Jaguar 506 hoặc những chiếc vang đẩy để chúng ta hát karaoke, hoặc những chiếc âm ly nội địa và chúng ta ghép thêm một chiếc vang lên thì vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình nhà chúng ta thì rất là hay. Với mức giá trên 20 triệu đồng, quý vị vui lòng liên hệ cho Nguyên Audio, số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc. Và bây giờ Nguyên Audio sẽ test nhạc mạnh để cho quý vị và các bạn thưởng thức cái tiếng bass của đôi loa này. Chất âm của đôi loa này thì quý vị khỏi phải nghĩ luôn.
chiều rộng, chiều sâu 40 và chiều rộng 44 cm. Kết hợp của chiếc vang quen thuộc mà Nguyên Audio phân phối rất là nhiều, Acoustic FX12 cho quý vị. Chiếc vang có chức năng chống hú rất là tốt và có đường optical để cho chúng ta kết nối TV thông minh nhà chúng ta vào, và nó có thêm chức năng USB và Bluetooth rất tiện cho quý vị sử dụng. Đặc biệt là vang nhại của nó rất là hay và nó chống rú rất là tốt. Chiếc vang này thì Nguyên Audio đang bán trên với giá trên 2 triệu.